Dạ thưa cha, con là người ngoại đạo, người con là quê ở Nghệ An, vào đây đi làm công ty, làm người nghề đi nhặt rác. Làm nghề nhặt rác, tôi với chị đồng hành với nhau. Tôi cũng nghề nhặt rác rồi, chị được ơn gì chia sẻ cho mọi người. Vừa rồi con cũng được cái ơn của Chúa là con về cô vừa rồi về quê là có về cùng làm sửa sang cái cổng, nhưng mà con kéo một xe đá, rồi trong lúc đó là hai dì cháu, cháu thì ở đằng sau mà con thì ở đằng trước, thì hai bên dì cháu không có hợp đồng với nhau, thì bên thì lấy trước bên thì lấy sau, tự nhiên cái càn xe nó hất con lên một cái, đến khi rớt xuống cái gầm xe là con nằm nghít đi một hồi. Con bảo ôi Đức Mẹ ơi, Đức Mẹ ở đâu xuống cứu con. Vậy là lúc đó con từ từ tỉnh lại, thì con bò vào nhà, thì lúc đó người trong nhà mới biết con là bị tai nạn, thì mọi người kêu nhau lên bốc hốt con đi bệnh viện để khám. Thì con đưa anh em đưa đi bệnh viện khám, thì trong lúc đó bệnh viện là khám là bảo là con là bị gãy hai sườn ở dưới. Thì lúc đó con bệnh viện mới bảo, bác sĩ mới bảo thì bây giờ bà cô ở lại đây để bệnh viện nẹp cho cô. Thì con ở lại con nẹp, thì lúc đó tự nhiên trong người con thấy nhẹ nhàng, không có thấy đau đớn gì nữa hết á. Thì bắt đầu lúc đó là đỡ rồi. Thì lúc bây giờ con vào đi làm công ty thì có một cái hàng rào thật ra như thế này, thì các bà thì họ trèo được, nhưng con không trèo được, thì con thì rút qua, con rướn một cái thì nghe kêu cái sức, về từ đó là nó đau trở lại. Thì con đi làm, nhưng mà con cứ đến 3 giờ, con là người ngoại đạo, nhưng mà đến 3 giờ con nghe lời Chúa dạy thì con vẫn đọc kinh cầu nguyện lúc 3 giờ. Thì đọc đừng nào thì trong người con nhẹ nhàng và khỏe khoắn. Thì tự nhiên lúc đó là từ đến bây giờ là con hết rồi. Rồi con được một ơn. Dạ thưa cha, con được ơn thứ hai của Chúa nữa. Thì con đã người năm nay là 62 tuổi rồi, nhưng mà con chưa từng có một gian nhà để ở. Thì thường ngày con xin Chúa, nói Chúa ơi, con xin Chúa lòng thương xót, hãy thương gia đình con nhiều. Bởi vì con nghèo mà khổ lắm, thì lúc con ở với cha với mẹ cũng khổ, lấy chồng cũng khổ, được 3 cháu ạ. Thì bây giờ xin Chúa, con không xin Chúa bằng tiền bằng của, nhưng mà con xin Chúa, Chúa hãy thúc đẩy con cháu của con để bỏ đứng lên huy động con cháu để bỏ tiền ra làm nhà cho con. Thì trong lúc con đi đợt thứ hai, trong một lần đi đợt thứ hai tới chùa đây, dạ là con thường đi làm, con xin Chúa ơi, Chúa thương con nhiều với, bởi vì con dạ rồi con xin Chúa, Chúa hãy giúp đỡ con. Con không xin. Rồi cuối cùng sao? Dạ, cuối cùng thì Chúa thúc đẩy đứa con gái út của con đứng lên huy động anh em của con cháu của con bỏ tiền ra làm. Bây giờ hiện giờ nhà đã to cao rồi cha. Dạ, sao mà con ngoại đạo mà con biết đến lòng thương xót Chúa ở đây mà con đến đây? Dạ thưa Chúa, con làm trong công ty có người bạn làm cùng con, thì cô ấy dắt chiều con đi, nói là cô ơi, nếu mà cô như vậy thì tôi sẽ đưa cô tới thăm Chúa và thăm Cha Long. Rồi cô trình bày, viết thư trình bày, con đến đây cũng là lần thứ 3 rồi cha. Thì con rất cảm ơn Chúa và cảm ơn cha. Rồi bây giờ con thuộc kinh lòng thương xót Chúa 3 giờ không? Có ạ. Đọc cho mọi người nghe. Dạ, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Chúng lạy Cha, cái chỗ lạy Cha hàng hiệu của con, cái người bạn đó hướng dẫn cho con mới đến có cái chỗ là vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Con lạy Cha Đức Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, kính lòng Chúa thương xót.
Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha chỉ đến, chúng con nguyện danh Cha cả sáng nước Cha chỉ đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa thước cam do và nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Đây giờ đây tôi để tặng cho chị người hot lắc, tôi với chị đồng nghiệp với nhau. Tôi gửi cho chị cái món quà là đây cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác. Và chị đọc kinh lòng thương xót Chúa hay quá, gửi tặng cho chị một cái sâu chuỗi để chị lần chuỗi mỗi 3 giờ chiều nha. Rồi Chúa chúc lành cho chị.